Là tim xin chào tất cả các anh em cần thủ đam mê của cá tầm Tổ quốc. Hôm nay em tập lên một clip gồm 26 cây cần anh em, 26 cây cần này, 26 cây cần tay hay kiện Nhật thì có chiều dài ra tầm khoảng 3m6 đến 6m3. Độ cứng ra tầm khoảng 2h5 đến 3h thôi nha anh em. Rồi, đem vô cụ thể từng cây cho anh em xem. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước thanh toán lấy hàng lỗ không clip nên đó xin nhắn lại. Rồi, cảm ơn anh em. Cây số 1 và cây số 2 anh em xem nha. Thì cây số 1 là cây số 2 là một cặp nha anh em, một cây dài 3m6, một cây dài 4m nha. Đó. Em soi từng cây anh xem thì đây nè, cây số 1 đây. Ở cây số 1 thì còn rất là mới luôn đó, hàng giống như là chưa qua sử dụng luôn mọi người đó. Cái này dài 3m6 đây nè, 3m6 thôi, cực kỳ chắc nha anh em, carbon sắn nha đó. Carbon sắn đầu nói ok cho nha mọi người đó. Rất là đẹp mọi người đó. Thì cái này dài 3m6 đây nè, 3m6, độ cứng ra tầm khoảng 1h đến 1h5 thôi. Đó, dạng này dạng cho anh chị cho anh em đi câu gô, câu giết. Đó, đánh gô đồng. Thì cái này nặng là 82g, dài 3m6, đọt là 0.7 ly, độ cứng ra tầm khoảng 1h5. Đó, thu gọn là 55cm cho anh em. Đó. Giá công khai cây thứ nhất là 750k. Thì cái này hàng của thương hiệu Tokoda, hàng thương hiệu tem nội như địa nha anh em. Đó. Cần gấp là mới luôn. Đó. Cây số 1 750k. Tiếp theo cây số 2. Cây số 2 cũng là một cây cần thương hiệu của Toyota nha anh em. Đó. Thì cái này nó bị xước một tí nha anh em, xước sát nè, đó. Nhưng ngoại hình nó thì cực kỳ ok rồi. Nha anh em. Đó. Khỏi bàn. Đó. Cực kỳ mới nha mọi người. Đó. Thì cây này là cây dài 4m, độ cứng cũng ra tầm khoảng 1h5 nha anh em. Đó, độ cứng ra tầm khoảng 1h5. Nặng là 100g, đọt là 0.7 ly. Đó, thu gọn là 55cm. Giá công khai cây số 2 vẫn là 85k nha anh em. Đó, giá công khai số 2 800k. Thì dạng này về anh em câu gô giết câu cá suối. Đó. Carbon nè anh em. Đó. Khỏi chê vào đâu được. Mới nha mọi người, nó cần còn gấp là ok luôn. Ngoại hình cái này thì nó ra tầm khoảng 93% anh em. Đó. Rồi, giá cây số 2 á là 800k cộng ship nha. Tiếp theo là cây số 3, 4, 5. 3, 4, 5 là ba cây hệt nhau nha anh em. Ba cây 3m6 hết. Đây nè. Đó. Còn rất là mới luôn. Thì cây này là một cây sợi titan pha. Đó. Đây anh em, 20 lát anh em. Cần sao hiểm nói anh em vậy thôi. Thì dạng cần này thì nó dạng sẽ thêm pha nên độ cứng nó cao. Cần nóng ngắn mà độ cứng ra tầm khoảng 2h nha nè. Đó. Đọt là đọt sẽ tinh đặc nha nè. Đó. Cần còn rất là mới luôn. Thì cái này dài 3m6. Nặng là 150g. Nặng 150g, đọt là 0.7 ly, độ cứng ra tầm khoảng 2h nha anh em. Đó, cái này thu gọn là 57cm. Anh em cho coi. Đây này em có 3 cây nha anh em, 3 cây, cây số từ cây số 3 đến cây số 5. Dạng cũng có quăng carbon nữa nè. Đó. Còn rất là mới nha, 3 cây dịch nhau luôn á. Đó. Dạng này anh em về đánh gô phi nè, gô câu giết. Anh em lấy cầu chép cũng được, 3m6 nha nè. Đó. Rồi. Giá công khai là giá công khai là 450k nha anh em, 450k một cây. Đó. 450k cộng ship. Cần đẹp nha mọi người. Rồi, ba cây này. Tiếp theo là cây số 6, cây số 6 là một cây cần của Beta Fishing. Thì cái này một cây full hợp nha anh em, một cây full hợp. Thì em có hai size, một size 4m5 á, 4m5 thì em có một cây thôi, còn lại 5 cây. 5 cây còn lại sẽ là 5m4 nha anh em. Đó. Thì cây số 6. Nha anh em. Đó, cây số 6 đọc con số cây số 6 cho anh em xem. Thì cái này dài là 4m5. À, tổng cộng là 10 lóng, thu gọn là 56cm. Nặng là 150g. À, đọt là 0.7. Gốc là 22.21.5. Đó. Cái này hàng của China xuất Nhật nha anh em. China xuất Nhật, chất liệu là carbon. Lấy cho anh em xem.
Hàng này thì em lấy tại cửa hàng chưa qua sử dụng, có túi luôn nha anh em. Đó. Càng rất là mới nha anh em, đó, dạng beta. 4m5 nha anh em. Đó, chất liệu carbon. Càng còn rất là mới nha mọi người. Đó. Anh em, phôi ghê carbon nè, đó. Thì dạng cần này chia nhanh mấy câu gô viết nha, cứng ra tầm khoảng 1h5 thôi nha nè, 1h5 2h thôi. Cây số 6, cây số 6 giá công khai là 750k cộng xếp nha nè, 750k cộng xếp. Rồi, 5 cây còn lại từ cây số 7 đến cây số 11 là cần 5m4 nha nè, từ 7 tới 11 là 5m4 đó. Nha nè, còn rất là mới nha nè, dạng beta fishing, hàng của China xuất nhập. Đó, tem lên em. Thì thông số nó đây anh em. Đó, cái này dài 5m4, có tổng cộng là 12 lóng, thu gọn là 56cm, nặng là 220g, đọt là 0.7, góc là 25. Đó. Thì chất liệu vẫn là chất liệu carbon. Giá công khai cây số cây số 7 á, giá công khai từ cây số 7 đến cây số 11 á, giá công khai 750k cộng ship nha anh em. Đó. Hàng nguyên kiện anh em, cực kỳ mới luôn. Đó. Chưa qua sử dụng. Nè, phôi carbon nha. Đó. Đây, full hộp. Để tại cửa hàng nha. Rồi, tiếp theo qua đây. Qua đây là cây số 12. Rồi, tiếp theo em lên cho mọi người là cây cần số 12. Cây số 12 là một cây Takes. Đó. Thì ta kết này, cái dài này dài 6m3 nè, cái này dài 6m3. Đó, thu gọn là 55cm, nặng là 341g. Đó, tổng cộng là 14 lóng, đọt là 0.7, góc là 32.5. Đó, cái chất liệu carbon nha anh em. Còn túi, còn hộp, còn vỏ luôn. Đó. Đó. Thì cây này độ cứng ra tầm khoảng 2h5 nha anh em, 2h5 nha anh em. Đó. Khá là cứng. Đây nè, dạng carbon. Độ mới cực kỳ cao nha mọi người. Đó. Đây nè, trắng tít. Rất là mới nha mọi người. Đó. Cái này về anh em đi câu hành cháp ở lọc. Cái này về anh em đi câu gô, câu giết, câu chép. Góc là ok nha anh em. Đó, góc nó hơi bự tí. Rồi, giá công khai cây số 12. Giá công khai là 900k cộng ship nha. Tiếp theo cây số 13. Thì cây số 13 là một cây cần zoom. Thì cây này được rất là nhiều anh em đặt nè. Thì cây này là cây cần của Suzumi. Thì cây này có chiều dài là 4m6, 5m, 4m6. 5m và 5m3. Đó. Nên nè. Thì thu gọn là 48cm, có tổng cộng là 13 lóng. Cái này nặng là 148g, đọt 0.6, góc là 25.3. Thì cái này dạng anh em đi câu cá suối. Đó, câu cá mương. Câu gô, câu giết. Một cây cần zoom Suzumi cho anh em. Cần ngoại hình cực kỳ ok anh em. Đó. Còn nút chụp luôn anh em. Đó. Ba chế độ zoom cho anh em. Carbon sẵn thì khỏi bàn. Đó. Cực kỳ ok nha anh em. Đó. Cực kỳ mới luôn á. Thì cái này độ cứng ra tầm khoảng 1h5 đến 1h thôi nha anh em. Đó. Phôi nó cực kỳ ok nha mọi người. Đó. Rất ok luôn, phôi cho anh em sao phôi đó, hàng carbon anh em. Thì cái này giá công khai là 1,2 triệu anh em. Đó, cây số 13 giá là 1,2 triệu cộng ship. Tiếp theo là cây số 14 lên trong người là một cây cần của hàng nội địa anh em. Đó, chất liệu carbon. Thì cái này dài 5m4 nha anh em, dài 5m4.
góc nó đây đó. Thì cái này dài 5m4, nặng 104g, độ cứng ra tầm khoảng 1 h đến 1 h cỡ, thu gọn là 64 cm, đọt là 0.6 nha nè đó. À, có xuất sắc nha mọi người, ngoại hình cây này có xuất sắc nè, ngoại hình nó có xuất sắc nha nè, xuất sắc bay mà theo thời gian nè. Thì phôi carbon đó, phôi carbon sáng chìm, đầu lóng ok hết nha nè. Thì bao cho em kiểm tra nha. Rồi cây số cái này số mấy, cây số 14, cây số 14 bán rẻ cho anh em giá là 500k cộng ship nha anh em. Đó. Theo cây số 15. Thì cây số 15 em lên cho người là một cây cần carbon hạng của thị trường Nhật nha anh em. Đó. Anh em. Dạng cần này dạng cần cho anh em câu viết nha anh em, câu viết câu go. Thì cây này khá là dẻo nha anh em. Nói trước là cây này rất là dẻo luôn. Đó. Đọt nó khá là mảnh luôn. Đó, đây anh em. Có chút tí thôi. Thì cái này dài là 4m5 nha anh em, dài 4m5. Thu gọn là 60 cm. Nặng là 55g. Đọt là 0.5 ly nha anh em, 0.5 ly, độ cứng cái này ra tầm khoảng 1 h nha anh em. Đó. Chất liệu là chất liệu carbon. Rất là mới luôn. Đó. Đây nè. Carbon thế này khỏi chèo đâu hết. Thắng chìm. Rồi, giá công khai cây số 15 là giá 500k cộng ship nha anh em. Đó, cực kỳ mới luôn nha anh em, cây số 15 cực kỳ mới luôn. Đó, được cái là nó dịu thôi nha anh em, dịu nó dẻo. Dạng anh em đánh cảm giác thì ok, dứt nó về. Đó. Giá công khai cây số 15 là 500k cộng ship. Rồi, tiếp theo là cây số 16. Thì cây số 16 em lên cho người là một cây cần ráp khúc. Thì cây này cái cần ráp khúc của Ryobi nha anh em. Đó, cây Ryobi, cây này dài 3m9, phôi là phôi carbon caro, rất là đẹp nha anh em. Đó. Còn nút luôn. Thì dạng này rất là thích hợp cho anh em về đi câu cá rô, cá giết, câu chép, câu rô phi. Đó, dạng đánh cảm giác. Phôi carbon nè, carbon caro rất là đẹp luôn. Nó sắc như cục sắt nên em, nó rất là sắc sảo, gấp lại rất là thẳng nha anh em. Thì cái này nặng là 75g, dài 3m9, thu gọn là 14 cm nha anh em, 114 cm. Cây này đọt là 0.6, độ cứng ra tầm khoảng 2h đến 2h cỡ thôi nha anh em. Đó, giá công khai cây số 16 là 1.7 triệu nha anh em, 1.7 triệu cộng ship. Cây số 16 còn rất là mới nha mọi người. Tiếp theo cây số 17. Cây số 17 em lên cho người là một cây cần của Ryobi luôn. Đó. Thì cây này vẫn là một cây rắp khúc. Chất liệu là chất liệu carbon. Hai da luôn nha anh em. Cây này hai da luôn. Đó. Sắn thế này nha anh em. Sắn nổi nha anh em. Đó, màu đỏ. Thì cái này dài chỉ có 3m3 thôi nha anh em. Đó, dài 3m3 thôi. Đó. Cây này đánh go đánh giết được ok. Câu hồng dịch vụ. Dạng đánh cảm giác. Rất là ok cho mọi người. Rất là mới nha anh em. Đó, ngoại hình khá là ok. Thì cái này dài 3m3, nặng là 750g, đọt là 0.7 ly, độ cứng cái này gơ tầm khoảng 2h gửng nha anh em, thu gọn là 97 cm. Giá cây số 17 lấy dài 1.4 triệu cộng xếp nha anh em, 1.4 triệu cộng xếp cây số 17. Tiếp theo là cây số 18. Cây số 18 lên trong người một cây cần của Elta. Đó. Chất liệu là carbon nha anh em, carbon loại 2 da anh em, sáng ở trong đó nè. Đó. Cả nút luôn. Đó. Khá đẹp nha mọi người.
Thì cái eo ta dài 3m9 nha anh em, dài 3m9, thông số cực kỳ chỉnh cho anh em câu cần tay luôn. Đó. Đây em đọc thông số trước. Thì cái này nặng là 100g, dài 3m9. À, đọc là 0.7 ly. Độ cứng ra tầm khoảng 2h gẫn nha anh em. Đó. Thu gọn là 114 cm. Thì đầu cứng này 2h gửi thì anh em đánh chép được rồi. Đó. Đánh chép mình thầy đánh cái giết cái go của phi. Đây nè. Đọt ra đây. Carbon sẵn anh em, còn rất là mới nha. Đó, dạng đọt long phụng nha anh em. Đó, khúc nói này, khúc cái chân này, khúc đặt ở dưới đây carbon nha anh em. Đó. Hình khá là ok nha mọi người. Đó. Rồi, giá công khai cây số 18 giá là 1.6 triệu cộng ship nha anh em. 1.6 triệu cộng ship cây số 18. Cây số 19 nha anh em. Đó. Cây số 19 em lên cho mọi người là một cây càng Olympic đó, một cây thương hiệu của Nhật. Thì tem đi anh em. Thì cái này vẫn là cây chất liệu carbon nha. Đó. Dạng sẵn sẵn vòng. Đó, cái nút đầu chụp luôn, có túi luôn. Thì cái này dài 3m9 nha mọi người, dài 3m9, nặng là 110g, đọt 0.6 ly, độ cứng ra tầm khoảng 2H thôi nha anh em. Đó, cái này dài 3m9 là rất là chỉnh cho anh em đi câu hồ dịch vụ nè, đi săn chép, săn giết, câu cá rô. Thì cái này về thu gọn 110cm nha anh em. Đó. Thì em tháo qua cho anh em xem. Cái cây này ngoại hình nó còn rất là ok luôn đó. Mua trúng cái lô này thì ok luôn nè. Sáng tiết nha mọi người, sáng cực kỳ đẹp luôn đó. 3m9 và anh em câu gô giết câu cá chép đánh cảm giác bao phê. Thì cây này giá 1.6 triệu anh em. Cây số 19 giá 1.6 triệu và 3m9. Tiếp theo cây 20. Cây 20 em lên cho người là một cây cần của tem nội địa nha anh em. Đó, tem nội địa đây. Đó. Thì chữ này thì em đọc có không ra luôn. Em biết cái này gãy cứng vừa thôi. Đó, đầu cứng cơ tầm khoảng 2 3h đến 3h gửi. Đó, dạy cứng vừa. Chia cho anh em câu chép. Đó. Thì cái này cũng dài 3m9 nha anh em, dài 3m9, dạng chia cho anh em câu chép. Đầu cứng cơ tầm khoảng 3h đến 3h gửi nha mọi người. Đó, cái này nặng là 110g. Đọt là 0.7 ly, thu gọn là 97cm. Đó. Còn nút chụp luôn nha anh em. Đó. Ngoại hình tổng thể ở ngoài còn rất là mới nha mọi người. Đó, rất là mới luôn. Đó. Có nhẫn. Đọt cái này đọt long phụng nha anh em, đọt long phụng mọi người. Đó. Thế này, sơn cái này nó bị hơi bị rỗ một tí đây, nó lớp sơn bóng nó ngoài thôi nha anh em, nó không ảnh hưởng gì hết. Thì bán hàng thì soi cho anh em kỹ luôn. Đó. Càng còn rất là mới nha mọi người, đó, tổng thể còn rất là mới luôn. Đó. Thì cái này giá công khai là 1.8 triệu nha anh em. Đó, cái số 20 giá 1.8 triệu. Hàng cứng nha anh em. Đó. Rồi, tiếp theo cây số 21. Cây số 21 em lên cho mọi người là một cây Tebu. Thì cây Tebu này một cây Tebu nội địa nha anh em. Đó. Cái này dài 4.5 nha mọi người, dài 4.5 nội địa. Carbon sắn vẫn là chất liệu carbon anh em. Nó sắn chìm. Đó. Còn đầu luôn nha anh em. Đó. Còn đầu chụp luôn. Cái này còn túi luôn. Thì cái này nặng là 130g, dài là 4.5, đọt là 0.6 ly. Cái này đầu cứng ra tập khoảng 2H nha anh em, 2H đến 3H, 2H nữa đến 3H nha anh em. Đó. Cái này thu gọn là 107cm. Cái 21. Ngoại hình còn ok nha mọi người, không có xước xát gì nhiều hết. Chất liệu vẫn là chất liệu carbon. Đó. Cái này đút cho anh em xem. Đó. Đọt là đọt đặc nha nên đọt là đọt đặc.
đây nè, chất liệu carbon, carbon đó. Hai còn rất là ok nha mọi người đó. Cái này về anh em câu chép là khỏi chê đó, câu chép câu phi khỏi chê đó. Rồi giá công khai cây số 21, giá công khai là 1.600.000 cộng ship nha anh em đó. Cây số 21 1.600.000 cộng ship. Tiếp theo cây số 22, cây số 22 em lên cho người là một cây cần nội địa anh em đó, tem nó đây đó. Cây này cây cứng vừa nha anh em, cứng vừa, ngoại hình còn rất là mới nha mọi người đó. Đó, rất là mới luôn. Tem nó đẹp, cái này làm giống cây cam gốc ở đây đó. Thì cây này dài 5m4 nha anh em, dài 5m4, nặng là 160g, thu gọn 106cm, ngọn là 0.7 ly đó. Độ cứng cái này ra tầm khoảng 2h5 đến 3h nha anh em, 2h5 đến 3h đó. Cây số 22, ngoại hình còn rất là mới luôn đó. Soi cho anh em xem ở trong. Mất tin luôn anh em đó, độ xuất sắc rất là ít luôn đó. Dạng này anh em về câu gô, câu giết, câu cá chép, câu phi, thỏ chê đó. Đọt dạng động, đọt long phụng anh em đó, đọt long phụng đó. Rồi giá công khai cây số 22, giá công khai là 1.800.000 cộng ship anh em. Đó, cây số 22 1.800.000 cộng ship. Anh em cần báo em chụp hình cận cảnh cho anh em xem nha. Tiếp theo cây số 23. Cây số 23 em lên cho người một cây cần nội địa luôn nha mọi người. Đó. Cây này giống như cây tem riêu quá. Carbon sẵn này, vẫn là carbon đỏ. Có nút chụp luôn. Thì cây này dài 5m4 nha anh em, dài 5m4. Nặng là 160g, đọc là độ cứng cái này ra tầm khoảng 2h5 đến 3h, đọc 0.7 ly đó, thu gọn 107cm, giá là 1.600.000. Đây nè, càng còn rất là mới luôn đó. Thôi đây đó, càng còn rất là mới luôn nha mọi người. Mới máy khỏi che đâu hết, đọc nó đây à. Máy mà mới bóng nha mọi người đó. Rồi cây số 23, giá công khai là 1.600.000 cộng ship nha anh em đó, 5m4. Tiếp theo là cây số 24. Cây số 24 cho em lên cho mọi người là cây cần của Daiwa anh em. Cây này cây Daiwa giả trúc carbon. Thì lâu lâu mới gặp một cây này, rất là hiếm anh em. Đó, rất là đẹp luôn. Đẹp mà hiếm nữa. Đó, giả trúc carbon anh em. Đó. Thường giả trúc là phép không mà, bây giờ gặp cây giả trúc Daiwa, được cái thương hiệu Daiwa nữa nè. Đó, cần carbon. Thì cây này dài 5m7 nha anh em, dài 5m7. Nặng là 210g, đọt là 0.7 ly, độ cứng ra tầm khoảng 2h5 3h, thu gọn 107cm cho anh em. Đó, hàng này quẩn về cho anh em đi câu cá chép đó, câu gô, câu giết, câu phi. Ngoại hình cái này ngoại hình rất là ok cho mọi người, rất là mới luôn anh em. Dạng phôi là phôi bông nha anh em, phôi caro nè đó, dạng carbon hai da anh em đó. Đây đó, đọt nó đây đó, đọt đặt nha anh em, đọt đặt, đọt đặt đánh chép là khỏi chê đó, rất là đẹp nha anh em. Giả trúc chất liệu carbon anh em, dạng carbon thay da luôn nha đó anh em. Giờ nhắm tay á, rất là đẹp nha mọi người. Ừ. Đây nè,
đó. Thở bồng nha anh em, đó. Khỏi che đau hạch. Rồi cây số cây số 24 giá là 1.800.000 cộng ship nha anh em, đó 1.800.000 cộng ship và 5.7m. Tiếp theo là cây số 25, cây số 25 một cây càng nội địa carbon Tokyo đó. Cây này dài 6.3m nè, cây này chiên cho anh em câu giết nha, câu giết, câu cá giết, câu cá mương, không phải câu cá rô đồng đó. Carbon sắn nha anh em, dạng carbon sắn. Chốt nó còn rất là mới lên, ngoại hình còn rất là mới nha mọi người. Martin đút vai nóng cho anh em xem. Bao mới với anh em luôn nha anh em. Cái này bao mới luôn. Rất là mới nha mọi người. Đó. Đây, cây số 25, cây số 25 giá công khai là 1.600.000 nha anh em. Đó, 1.600.000. Cây đầu cứng tầm khoảng 2HH gửi nha anh em. Đó. Cho anh em câu gô câu giết. Tiếp theo là cây số 26. Cây số 26 em lên cho người là một cây cần của Suzumi, tem nội địa nha anh em. Suzumi tem nội địa. Thì cái này dài 6.3m nha mọi người, dài 6.3m. À, nặng là 250g, thu gọn là 103cm, đọt là 0.6, độ cứng ra tầm khoảng 2HH gỡ nha anh em, độ cứng 2HH gỡ, carbon sắn chìm nha mọi người, đó, carbon sắn chìm. Còn nút trên luôn, đó. Cần ngoại hình ở ngoài tương đối mới nha anh em. Lâu lâu mới lên một lỗ gần ba cho anh em. Dạng cần này là anh em lên là cần nội địa thôi nha mọi người. Đó, đa phần cần nội địa. Rất là mới nè, phôi dưới là phôi sắn cargo đây. Đó. Rất là mới nha mọi người. Đó. Đây, đốt thêm một ống nữa cho anh em. Đọc nó đây. Thôi ok anh em, nguyên zin nha. Đó. Rồi, giá công khai cây số 26 cây cuối cùng, giá công khai là 1.600.000 cộng ship nha anh em. Đó. Cần này vẫn về cho chiên cho anh em câu gô, câu giết, câu chép nha. Rồi, đó tổng cộng 26 cây cần em lên cho anh hôm nay, nên ưng cái nào chốt đem sau nội tự động liên hệ với anh em nha. Thôi anh em inbox em á, cho anh em chụp hình cận cảnh cho anh em xem. Rồi, cảm ơn anh em nhé.